Toàn xin chào bà con cô bác, chúc tất cả bà con cô bác đang xem video của Toàn được thật nhiều sức khỏe. Thì hiện tại Toàn đang có mặt tại miếng ruộng hai mươi mấy công của Toàn á bà con. Thì nay Toàn ra để Toàn bón phân nhồi á bà con ơi. Mình bón phân thêm á bà con, thêm cái đợt một mà hôm bữa mình bón đợt một 10 kg phân á bà con. Thì mình có trộn gumi 30 á. Thì nay lúa của Toàn thì cũng hơi trễ bà con. Đáng lẽ là bữa nay là Toàn ra để Toàn bón phân đợt hai đó. Thì nhưng mà nay lúa Toàn đã được 20 ngày à. Nên Toàn ra Toàn thấy lúa mình nhảy chồi cũng hơi yếu đó bà con. Mình xịt kích chồi xong á, nhưng mà lúa nó chồi nó cũng nhảy, nhưng mà nó nhảy hơi yếu đó bà con. Năm nay trời khắc nghiệt, nắng nóng quá, hơi ít mưa bà con, thì lúa mình đâm ra lúa mình yếu và nhảy chồi hơi chảy bà con. Nên đâm ra Toàn ra để Toàn bón phân thêm nha bà con, chứ Toàn chưa bón phân đợt hai đó bà con. Thì đáng lẽ là 20 ngày là Toàn bón phân được 2 rồi, nhưng mà do thời tiết lúa mình hơi trễ nên Toàn chưa bón phân được 2. Toàn ra để Toàn nhồi phân thêm bà con, bón phân thêm là Toàn thêm là cái phân bón được 1 xong đó bà con. Toàn thêm là cỡ 5 kg nữa bà con, một con 1.300 m², Toàn sẽ thêm 5 kg phân nữa một công. Và Toàn cũng có trộn gumi 30 nha bà con. Đây, cây thuốc thường xuyên bà con, thường xuyên Toàn quay cho bà con xem á. Thì Toàn sẽ pha thuốc này trộn chung với phân 5 kg phân cho 1.300 m² nha bà con. Thì đây cái miếng mà chạy dài nha bà con. Đây. Thì chắc cỡ Toàn bắn phân là còn 2 miếng nữa là xong rồi bà con. 2 miếng miếng, 1 miếng 6 công với 1 miếng 5 công bà con, gà sát nhau á. Thì miếng này nữa là Toàn bắn phân nhồi là xong. Rồi Toàn sẽ kêu bà con xuống giảm giá bà con, ngày mai sẽ cho bà con xuống giảm giá xong xong Toàn mới dục phân được hai nha bà con. Toàn sẽ bón phân được hai, giảm giá xong Toàn bón phân được hai, và Toàn sẽ xịt thuốc cái cử điều hòa sinh trưởng. Để Toàn lấy nước cho bà con xem. Nó nhảy chồi, bà con thấy mình xạ một con là 18 kg phân nha bà con. 18 kg phân, nhưng mà mình phun thuốc kích chồi với lại mình bón phân được một xong đó bà con. Thì cái lúa bây giờ nó đang cũng chuẩn, nó nhảy chồi bà con. Đây. Nó nhảy chồi nè bà con thấy không? Nhưng mà nó nhảy chồi hơi chậm mà cũng như là hơi yếu so với mấy vụ trước bà con ơi. Nên đâm ra Toàn thấy lúa nó còn nhảy chồi hơi yếu á, với lại nó gần như là nó cũng yếu phân. Nói chung là mình dục cũng nền nước ẩm, tùy chỗ có nước nhiều á bà con, nên mình bón vô thì lúa nó hấp thụ phân thì không có được bao nhiêu, nó hấp thụ phân ít và cái phân của mình á nó bị bốc hơi lên, là lúa mình nó ăn ít và bốc hơi nhiều quá, nên cái lúa mình hấp thụ phân ít á, nên năm ra nó còn hơi vàng bà con thấy không, còn màu vàng tùy chỗ, nhưng mà nó không có yếu nữa bà con, không có yếu lúa nha. Thế Toàn thấy như vậy, nếu mà mình để cỡ 3-4 ngày sau dậm xong mình bón là thấy lúa mình yếu quá, nên Toàn ra đâm ra Toàn ra bữa nay Toàn thêm nhồi thêm cái phân 5 kg phân trộn gumi bôi nữa. Và đây cái phân mà Toàn bón bà con, phân này là hình như là siêu lúa 1, phân hỗn hợp bà con, và với lại còn trộn gumi 30. Thì cái chai này bà con cũng biết là Toàn pha để kết hợp với phân để nó giúp lúa mình hấp thụ phân nhanh, và để cho bộ rễ lúa mình khỏe, và nó sẽ cải tạo đất cho đất của mình nó tươi xốp lên, và lúa mình nó ăn phân nhanh hơn nha bà con. Với lại nó sẽ tiết kiệm phân nha bà con, nó giúp mình tiết kiệm phân hơn, là mình bón phân vô là cái lúa mình nó thấy màu xanh đẹp lắm, nhưng mà cái lúa mình nó mình bón phân ít, nhưng mà mình trộn cái thuốc này vô thì cái lúa mình nó lợi phân bà con, nó tiết kiệm phân hơn. Này là chai hữu cơ bà con, gumi 30.
thì nó cũng có đẻ ở đây, là mình trộn với phân là 100ml với 16kg phân nha bà con. Đây. Tôi để trộn để Toàn trộn phân rồi một chút nữa Toàn sẽ quay nói chuyện với bà con nha. Toàn bón phân xong khởi ra. Và điều lưu ý cho bà con là mình bón phân thêm có nghĩa là mình bón phân nhồi thêm thì bà con phải nên lưu ý cho bà con xem lúa bà con nha. Làm gì cũng vậy thì mình phải theo dõi lúa của mình, nếu mà mình thấy lúa mình nó thiếu phân hoặc là nó chồi, nó nhảy trễ và cái lúa mình nó chuyển sang màu vàng vàng bà con, thì nó đang thiếu hụt phân thì bà con nên bón thêm vô nha bà con. Mình thêm vô vừa thôi bà con nha. Tại bà con cũng biết là giai đoạn này là giai đoạn mà mình bón phân lần hai. Nếu mà bà con thêm nhiều quá rồi bà con bón phân lần hai thêm nữa là nhiều phân, là mình tới lúc mà mình đón phân đón đồng á, bón phân đón đồng á thì nó khó lắm bà con. Mình bón nhiều quá cũng không có được đâu bà con ơi. Nên bà con thêm phân thì bà con nên lưu ý cái điều đó nha. Mà mình bón phân dư rồi thì bà con không có thể nào mà hốt lại được đâu bà con ơi. Lúa thiếu phân á, mình có thể mình thêm nhấp mình nhấp một chút đỉnh thì nó không có sao. Từ lúc mà mình nhấp mình bón nhiều quá nó dư phân đợt hai á, tới lúc đó mình bón phân đón đồng nó ít á, thì sau này mình không có đạt năng suất nữa bà con ơi. Quyết định là cái cử mà đón đồng á bà con, mình đón nhiều, mình đón bón trúng thời điểm cái lúa mà tim đèn á bà con thì nó rất là hiệu quả và bông to, hạt bự nhặt hạt bà con. Thì bà con nên lưu ý mình thêm phân nha, mình thêm dừa lúa mình thôi. Làm thì mình phải dòm lúa mình nha bà con. Rồi thì Toàn cũng vừa mới bón phân xong bà con ơi. Thì bây giờ trời bây giờ là gần 4 giờ bà con, 3 giờ rưỡi à. Nên đâm ra là Toàn tranh thủ để Toàn về nha bà con. Rồi thì Toàn cũng xin kết thúc video nha bà con. Thì bà con nào mà thấy video của Toàn hay thì hãy cho Toàn một đăng ký, cũng như là một like, một chia sẻ cùng đồng hành với Toàn cái vụ này nha bà con. Toàn chào tạm biệt bà con nha.